Welcome to Hoa Sen University. Phát triển Đại học Hoa Sen trở thành một cái trường đại học chuẩn quốc tế. Đó cũng chính là nơi để chúng tôi có thể góp phần để tạo ra cái tri thức quốc tế ở tại Việt Nam mà có thể lan tỏa đến với Nam Châu. Hãy xem nơi làm việc giống như là một gia đình của các bạn. Học ở mọi lúc, mọi nơi và ở tất cả những người mà chúng ta gặp. Từ những năm tháng tuổi thơ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thúy đã hình thành và tôi luyện tư duy thủ lĩnh. Khi còn ở bậc tiểu học, nữ sinh Ngọc Thúy đã là một liên đội trưởng năng nổ. Những năm tháng thanh niên, cô gái được mệnh danh là đóa hoa đồng nội number one xứ Huế ấy tiếp tục đảm nhận vai trò bí thư đoàn, chủ tịch hội sinh viên, ủy viên ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Từ giảng đường đại học, sinh viên Võ Thị Ngọc Thúy vinh dự là một trong 4 thanh niên Việt Nam tham gia liên hoan thanh niên sinh viên thế giới tại Venezuela. Nó hình thành từ trong tôi cái niềm đam mê thật sự là mình muốn được làm thủ lĩnh. Từ những cái quá trình rèn luyện đó thì tôi mong muốn làm sao để mình có thể làm những cái điều lớn hơn nữa cho đất nước, cho xã hội. Đạt học bổng thực nghiệp tại Canada, 3 học bổng du học thạc sĩ, 3 học bổng làm tiến sĩ, cô còn là nữ phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam khi được phong hàm. Trước đó cô từng có thời gian công tác tại Đại học Huế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Thành phố và từng đảm nhận cương vị đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ vậy, hành trình của hai thành viên ban giám hiệu trường Đại học Hoa Sen cũng là những câu chuyện truyền cảm hứng. Tiến sĩ Phan Thị Việt Nam, người con của vùng đất Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống giáo dục. Cả ba và mẹ tôi đều là giáo viên, cho nên là ngay từ nhỏ là tôi đã được ba mẹ truyền cảm hứng về nghề giáo. Nghề giáo không phải là một nghề đơn giản. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo Hà Tĩnh. Thì cái sự hiểu học là một cái nét đặc thù văn hóa truyền thống của người Hà Tĩnh. Chúng tôi vẫn hay nói với nhau là học là con đường duy nhất để chiến thắng nghèo khổ. Từ niềm đam mê học hỏi, khám phá tri thức, các thầy cô đã không ngừng tôi luyện và vươn mình ra thế giới. Làm sao để mà mang càng nhiều cái tri thức tinh hoa của giáo dục của thế giới và đặc biệt của châu Âu về với Việt Nam, để từ đó chúng tôi hình thành ra những cái tri thức của Việt Nam mà có thể lan tỏa đến với quốc tế. Thì tôi đã quyết tâm là mình sẽ lựa chọn giáo dục là cái con đường để mình thực hiện cái điều đó ở tại Việt Nam. Tuy vậy, không phải hành trình nào cũng đầy những hoa hồng. Có những chông gai trên bước đường thử thách, hay như biến cố về sự mất mát trụ cột gia đình bất ngờ ập đến. Tôi nghĩ là mình cần một sự thay đổi rất là lớn, không phải là chỉ dành cho tôi mà cho cả con trai tôi nữa. Một mình nuôi con từ khi còn rất trẻ, hình ảnh cậu bé 6 tuổi tự thân bay nửa vòng trái đất sang Mỹ thăm mẹ sẽ luôn là kỷ niệm khó quên. Nên lúc đó tôi quyết định là mình sẽ phải thoát ra khỏi những cái gì hiện tại và chỉ có tiếp tục đi học thì sẽ giúp tôi có thêm động lực để vượt qua. Và tình cảm gia đình, tình yêu giáo dục đã giúp cô Phan Thị Việt Nam hoàn thành sớm chương trình tiến sĩ tại Mỹ với hạng ưu. Thầy Nguyễn Hải Ninh, từ nơi công tác ban đầu là ban tổ chức Trung ương Đảng, đã quyết định du học tại Úc để rồi trở về. Ông quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn, chuyển hướng sang công tác giáo dục. Bản thân tôi có cơ hội để tiếp tục được học hỏi và được trưởng thành hơn. Ngoài ra đó, thì tôi cũng có cơ hội để mà đóng góp một chút nhỏ bé nào đó cho các thế hệ trẻ. Từ ba vùng đất thân yêu trải dài trên quê hương Việt Nam, đến việc hấp thu tinh hoa của ba nền giáo dục tiên tiến thế giới, và trường Đại học Hoa Sen đã trở thành điểm đáp của những giấc mơ
tiếp tục cống hiến cho giáo dục nước nhà. Cái mục tiêu mà mình đặt ra đó là mang cái giáo dục của châu Âu về với Việt Nam, nó vẫn cứ thôi thúc, cứ cháy bỏng trong con người của tôi. Chính vì vậy tôi rất cảm ơn Hoa Sen, nơi mà tôi được gặp những con người đồng nghiệp rất giỏi. Đó là những con người mà tôi có thể gọi họ là đồng đội, là đồng chí và đang đồng hướng để phát triển Đại học Hoa Sen trở thành một cái trường đại học chuẩn quốc tế. Đối với tôi, Hoa Sen không phải là nơi làm việc, nó là nơi mà tôi cảm thấy bình yên mỗi khi bước vào, và những đồng nghiệp, những sinh viên trở thành người thân của tôi. Văn hóa Hoa Sen là tôn trọng sự khác biệt, nhưng chúng tôi cùng nhau chung hòa được cái sự khác biệt vì cái sự phát triển của nhà trường. Vươn lên từ thách thức để trưởng thành và cống hiến tại một môi trường giáo dục mang tầm vóc quốc tế. Hình ảnh của các thầy cô không chỉ là sự thành công cá nhân mà còn truyền cảm hứng cho những ai đang đeo đuổi giấc mơ của đời mình. Sự học là sẽ theo suốt cả cuộc đời của mỗi người, và chúng ta học ở mọi lúc, mọi nơi và ở tất cả những người mà chúng ta gặp. Kiến thức chỉ là một điều, cuộc sống sẽ luôn luôn cho chúng ta những cái bài học quý giá hơn. Hãy là một cái công dân đám mây, tạo cho mình tất cả những năng lượng, kỹ năng để mình có thể vững vàng làm chủ bản thân mình ở mọi tình huống, và đặt ra mục tiêu cuộc đời mình, và hãy kiên định để hoàn thiện bản thân mình để đi đến mục đích cuối cùng của cuộc đời. Không gì hơn, hạnh phúc của những người làm giáo dục chính là được chứng kiến các thế hệ sinh viên, những hành khách đặc biệt trên những chuyến bay tri thức lần lượt vững bước vào đời, tự tin vươn ra thế giới, tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn hơn của cuộc đời mình.